Mình chào các bạn, thì hôm nay á thì mình mới rảnh rỗi để mình test thử cái máy phát điện mà 400W này của mình ha. Cái máy Suzuki SE400A nè, thì nó là 400W. Đó. Thì mình sẽ cho nó chạy thử là ba cái quạt máy và một cái bóng đèn chứ đã. Thì đối với máy 400W này thì nó có thể kéo thoải mái là tủ lạnh với lại quạt rồi đèn đóm đồ trong nhà đầy đủ là ok, sử dụng là ok những khi mà cúp điện. Thì là một người bạn của mình là nông cơ Đức Châu Đắk Nông thì mới gửi về cho mình một cái bộ biến điện. Thì cái bộ này, cái cục này là tới 15A là ha, mang nhãn hiệu Win. Thì nó là một cái kêu bằng biến áp tự ngẫu. Tự ngẫu là sao các bạn? Có nghĩa là thí dụ như ở đây á thì nó là cái đường mà đường ra á, đường vào in nè, in vào nè, nó là 220V và cái đường out là đường ra là 95V, từ 95 đến 100. Nhưng mà khi mà chúng ta sử dụng cái biến áp tự ngẫu này, có nghĩa là thí dụ như chúng ta đưa vào đầu này 220 thì ra đầu này 100, nhưng mà chúng ta đưa đầu này vào 100 thì nó sẽ ra bên này 220. Ở trên thị trường nó bán rất nhiều cái loại mà loại biến áp tự ngẫu này, có nghĩa là nó chỉ có đầu vô đầu ra vậy thôi đó. Thì nếu mà các bạn sử dụng những cái máy mà máy của nội địa Nhật á, thì các bạn nên là các bạn mua cái này ở trên thị trường thì nó rất dễ dàng, đơn giản, nó chẳng có gì đâu bạn, đó chỉ có vậy thôi. Thì bây giờ mình sẽ cho cái máy này của mình ha, cái máy Suzuki này của mình là máy này máy 4 thì. Các bạn chắc có lẽ có nhiều bạn cũng đã xem rồi, thì máy nó 4 thì, nó không có sử dụng xăng pha nhớt và nó rất là nhẹ. Thì ở đây thì nó ghi 20kg vậy, nhưng mà mình cân nó được chừng khoảng hình như 10 mấy ký, 18kg sao, 18-19kg gì đó, nó cỡ đó, cỡ 20kg đi. Nó rất là gọn gàng, bề ngang của nó là 30 phân, bề dài nó khoảng 25 phân, ở bề ngang 25 phân, bề dài khoảng 30 phân các bạn. Đó, nó gọn ghẻ như vậy. Ở đây mình bây giờ mình sẽ tải thử ha. Thì những cái máy nhỏ vậy thì chúng ta không nên chuyển điện nó qua 220, mà chúng ta nên dùng cái biến áp tự ngẫu. Như cái biến áp tự ngẫu này 15A là nó được 1,5 kg nè các bạn. Đó, thì mình cắm, mình đấu, mình đưa đường điện vào trong nhà thôi. Bây giờ mình sẽ chạy máy lên. Đó, khi lên là bóng đèn sáng liền các bạn thấy không, 220V sáng rực nè. Rồi bây giờ mình tiếp theo mình sẽ cho một cái quạt nó chạy, chạy số 3 luôn. Cái này 75W một cái nha các bạn nha. Đó. Rồi, cho chạy tiếp cái thứ hai. Và mình cho chạy tiếp cái thứ ba này luôn. Đó. Máy vẫn rất là nhẹ nhàng. Các bạn thấy không? Chạy nguyên một dàn quạt như vậy. Và bóng đèn nữa, nó vẫn rất nhẹ nhàng và nó không xuống điện gì hết. Mát quá. Ôi giời ơi. Ba cái quạt nó quạt mát rơi luôn. Thì cái máy này á thì nó chạy thì ở cái lượng xăng mà tiêu thụ thì 1 lít một tiếng nó chạy khoan xị các bạn, là 1 lít nó chạy được 4 tiếng hồ á. À, 1 lít nó chạy được 4 tiếng. À, rồi bữa nay mình cho chạy các bạn thấy không, quá đã luôn. Thì cái này thì sử dụng điện gia đình của mình thì thoải mái luôn, thoải mái luôn mà rất là êm. Rất là êm ái. Đó các bạn thấy không? Rất là nhẹ nhàng êm ái luôn. Đây là núm chỉnh ga của nó nè. Nè, xếp hết ga nè. Chạy ra nhỏ nhỏ vậy thôi nè, chạy ra nhỏ nhỏ vậy thôi, điện vẫn đầy đủ. Thằng này nó ổn áp tự động mà các bạn,
xem biến thế coi, không có ấm áp gì luôn, lạnh ngắt luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cho tắt quạt đi cho các bạn xem. Các bạn nghe tiếng máy nha, nó vẫn bình thường nha. Một cái nè, hai cái nè, ba cái nè. Bạn nghe tiếng máy nó vẫn bình thường, nhẹ nhàng chứ không có một cái gì hết. À, rồi mình cho chạy lại nè, mình đề ba cái một lúc luôn, không có vấn đề gì luôn các bạn. Đây bây giờ mình thử này nha, mình thử mình rút điện ra. Rồi rồi mình cho ba cái quạt và một bóng đèn chạy một lúc luôn nè. À, chị nghe tiếng máy hơi nặng một chút thôi, nặng thấy không? Thì con này thì mình mua là giá 400.000, mình mua về để mình xài chứ mình không có bán các bạn nha. Đó, mua 400k. Đó, hôm nay mình test thử thì mình test là chủ yếu mình test thử là cục này nè, nó biến điện ra nè, 220 nè. Rồi thôi để mình tắt máy đi, rồi để mình lấy đồng hồ mình đo thử coi điện nó ra thế nào nha. Rồi đây mình đo thử volt nè, trời ơi điện cao dữ vậy ta, 232V luôn, quá cao. Thôi giảm ga xuống coi. Đó, cỡ này thì chừng khoảng 220V nè. Đó, cỡ này thì được. Đó, chạy tốc độ cỡ này thôi, khoảng 220V. Máy vẫn chạy ok, nhẹ nhàng, quạt đồ chạy vẫn ok, ba con. Rồi mình thử tắt quạt đi coi volt nó lên không. Rồi, tắt đi là volt lên liền. À, tắt hết dàn quạt đi, volt nó lên nè, bây giờ mình cho chạy quạt nè. Hai cái, ba cái. Đó, ba cái chạy nè, đó, thấy không? Quá nhẹ nhàng, cái này ít tốn điện lắm. Đây, 220. Rồi, vậy là quá ok rồi đúng không các bạn? Quá ok rồi. Rồi, rất là ok ha.